chính sách của úc về việc đưa những người đến úc bất hợp pháp bằng thuyền đến nước nauru không hề thay đổi những ai đến úc bất hợp pháp bằng thuyền sẽ không bao giờ được định cư hoặc làm việc tại úc bạn sẽ bị bắt gửi trả lại hoặc đưa đến nauru bạn tuyệt đối không có cơ hội thành công